con đi quay thầy, thầy người ta lại nghĩ là đi quảng bá hay là đi diễn cái gì đấy. Ekip người ta hiểu nhầm đấy. Một ekip đi theo rồi chỉ giả, nhưng mà cái khi đó họ hiểu nhầm mơ mờ, mình nhầm chân á, đuổi cho họ đi để mình tốt không được, mình xấu mình vẫn mặc kệ. Cái họ nghĩ sao đấy, mình vẫn bình thản kệ cho họ, họ khen mình như thế mà họ không khen mình như thế, họ ekip cũng như thế, không ekip cũng như thế. Con người cộng đồng mạng á, rồi họ rất là tin khi mà mình búp mà làm ở trên á, mà cái trang của mình mà nhận tiền á là họ biết ngay, mà không nhận tiền là họ cũng biết ngay, họ nhìn thấy cái mà nhận đấy là họ cũng biết. Nói chung đã làm dối là cũng không giấu được đâu. Vâng. Muốn người khác không biết đừng, không nên làm. Mình không lấy tiền, mình không lấy cái gì là không ai biết mình hết á. Còn đối với con là ekip hay không ekip, hay là quay hay không quay, hay là ai đi theo họ vui vẻ là được, còn họ nghĩ xấu về mình như thế nào ấy, còn thôi kệ họ, muốn tốt xấu gì cũng không quan tâm gì hết. Họ xấu cũng thế mà tốt cũng thế, và đừng có quan tâm đến cái điều đấy, chứ thấy họ nói là đừng có cho đi để cho tốt, cũng không cần thiết, mới một chiều à, còn người này nghĩ người kia nghĩ khác ấy, có tại vì người đấy là đi theo để học tập, nhưng mà người kia đó là đi theo để làm ảnh hưởng, nhưng mà kể cả họ làm ảnh hưởng mình và mình không buồn khổ mà mình cũng không ảnh hưởng, mình đâu được gì đâu, mình không có phạm giới, mình cũng không làm mà không ghét bỏ sân hận đấy nữa, tập tâm. Còn mấy ngày đầu hôm bữa kia anh kia ra ban đêm á, là con ra rồi con lúc đó là con đang ngủ, ra nửa đêm tới thì con thấy nó nổi sân. Nhưng mà con thấy bỏ tự nhiên sao mình nổi sân nhỉ, tự nhiên sao lại bỏ, từ nay đừng có sân nữa. Nhưng mà giờ như hồi tối hai cái anh kia tới thì mình xả được. Mình nói là thôi thì mình, việc gì mình lại đấy, họ muốn tới thì tới, không tới thì thôi. Hai anh ở Yên Bái ạ? Hai anh ở Yên Bái, họ thấy mình khi mà con người mình một cái á, là khi mà họ tới á, họ thấy mình đẹp đẽ, nghiêm chỉnh á, là mình tôi thích, hay là thấy tới mà mình ngủ rồi gật gà gật gù, hay là cái chuyện gì nó thấy nó xấu ấy, xấu hổ này không hay nữa là này sân ấy. Nhưng mà giờ tốt mình cũng thế, xấu mình cũng thế, mặc kệ họ khen chê trong đấy, rồi mình trả cái tâm. Giờ như hôm vừa con nói với anh đấy, là ngồi ăn đừng quay đấy, con nói giờ ăn uống thì muốn quay muốn kiểu gì cũng được, cái gì khi nào thoải mái thì là mình không có đem lên để bôi bác xã hội, để mình trả cái tâm của cái ở cái người đấy. Vâng. Đó là chẳng hạn như người ta đi theo làm lợi ích cho mình thì mình lại không thích. Vâng. Họ đi theo mà làm ảnh hưởng cho mình thì mình lại xua đuổi, không được, đúng không? Thân người khó được, Đức Phật nói là ví như thân người khó được đó, là ví dụ như là con rùa mù ấy, và tìm vòng cây rút đầu lên vòng cây 100 năm nổi lên một lần đấy, và rút vào cái vòng cây mà bất diệt biến đấy, và rút đó mà có cơ hội là rút lên trúng cái vòng cây hơn là một con người để trở lại làm người, rất là khó. Tại vì khi mà đã trở lại làm người như thế này á, mà rơi vào dục tham đoạn thì cùng một cái, rơi vào hàng súc sinh một cái thì mút mồ luôn ở trong đấy, không bao giờ khó hơn cả con rùa mù mà tìm vòng cây nữa, không có khi nào mà để trở lại. Tại vì ở trong loài súc sinh thì cùng ngàn nghĩ là hại ăn lúc lẫn nhau, toàn thân thần chi mê đó, thì không có ra được khỏi của nó, không ai giúp đỡ mình ra được, nó còn lâu hơn cả con rùa mù. Thì Đức Phật mới nói là có được thân người khó, rất là khó, mà mình không biết trân trọng, mình tưởng là để tham dục mình đi mình hưởng lạc ấy, thì rất là khó. Chánh pháp thì khó là một người mà phát tâm thành vô thường chánh đẳng giác á, mà để mà nói lên chánh pháp thì phải trải qua ba a tăng kỳ kiếp rồi tu thành liên tục như thế, tinh tấn liên tục nhiều đời nhiều kiếp ấy, nhiều a tăng kỳ kiếp ấy, rồi khi đó cũng nhiều đức Phật ấy, rồi khi đó mới trở thành một vị chánh đẳng giác thì mới nói chánh pháp. Nhiều lắm chứ không phải là dễ gì, là một hai năm hay một vài đời hay một kiếp để mà nói để là có được chánh pháp, tu nhiều vô lượng vô biên kiếp ấy, rồi giờ mới thành, đến cái lúc tu thành chánh đẳng giác thì đó mới rất là khó. Khi mà một con người mà đã sinh ra khó rồi, và sinh ra gặp chánh pháp lại khó hơn nữa, sinh ra gặp thời Như Lai lại gặp được đang nói pháp lại khó nữa, cái đó là cái sự khó hiếm có ở trên đời nữa. Tại vì con sinh ra con người rồi
nhưng mà như mình ấy, sinh ra con người lại đâu có gặp được Như Lai đâu. Như con với anh đâu có được may mắn là gặp Như Lai đâu. Lỡ mà sinh trên bản cao miền núi vùng sâu vùng xa thì cũng vâng, chính nhờ thiên địa, kể cả Như Lai ra đời họ cũng không nghe được. Vâng. Thiên địa các cái nước ngoại tộc ngoại bang dân tộc ở rừng trong núi sâu xa đấy, hẻo lánh sống bộ lạc bộ tộc thì làm sao mà họ nghe được chính pháp. Vâng. Còn khó nữa vô biên đi, nhưng mà giờ nói có ba cái khó đó thì mình biết, nếu mà để nghĩa và mình hiểu ba cái khó đó rồi thì mình nói là à thì ra là khó thôi, bây giờ mình nghe lời Phật mình tu hành ấy. Đúng không? Chứ giờ mình thấy khó rồi thôi kệ nó, kệ mình qua, mình biết như thế rồi mình để đó thì nó lại không có ý nghĩa gì nữa. Biết khó về chân quý đúng không? Đúng rồi, biết khó rồi thì mình phải thực hành, đấy là à, khó nhỉ? Giờ mình có thân người là quý thôi, giờ làm gì để cho với sự quý này thì phải làm theo những cái lời Phật dạy thì nó mới chân chánh, nó mới tốt đẹp. À, tu hành trì giới, làm thiền, tu bốn phẩm trụ, tứ vô lậu tâm, tử vi hỷ xả, tu giới định tuệ đây để hướng tới phát tự phát tâm tu thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, để khi nào đó nói cho mọi người biết pháp, có một đời nào đó phát cái tâm á to lớn thì có ngại gì cả, không thành thì thôi, không thành cái này cũng thành cái khác, cứ tu cứ giữ biết, đằng nào cũng phải đi luân hồi chúng ta. Vâng, đường nào cũng đi luân hồi, đường nào cũng đi thì không thành chân thì cũng thành chánh thôi, có cứ cắm cổ tu biết đời này đời sau cứ giữ giới lên đường. Phụ sống phạm hạnh ba y bát trì tu thiền giới luật nghiêm minh, rồi tới đâu hơn tới gặp tham dục bỏ chạy, chưa chống được thì phải né tránh ra đó, thì khi con thì giờ con cũng hiểu cái phương châm Phật dạy như thế này, hiểu được ấy thì con cũng lên đường giữ phẩm hạnh tu hành theo lên đường noi gương theo lời dạy của Phật với các vị A La Hán thánh tăng ở gầm cầu, ở cống, ở bụi bờ, ở chỗ nhà hoang, ở chỗ yếu mạ, ở chỗ bãi tham ma, ở rừng núi, ở hang, ở chỗ nào mà người đời không ngờ được mình nhiều hết. Ờ, mình không có kịp, mình đi như thế này thì mình mới thấy lòi cái tâm sân của mình. Tâm thần nó lòi lên khi mình ăn, ngồi ăn, họ chạy tới, họ quay mình, họ xem mình ấy, họ đứng xem mình ăn này, mình cũng đã thấy ấy khó rồi, nhưng mà mình cũng hoan hỷ, mình bỏ qua, mình xả bỏ. Rồi khi mình ngủ họ cũng tới, họ mang này, khi đó thì mang tới họ soi, họ xem mình thì mình cũng thấy, khi mình thức thấy á, trong khi ngủ thì mình thấy ngủ không được tốt đẹp hay nghiêng ngọ hay là nghiến răng hay là cái tật xấu của mình lên này, để họ thấy, họ quay này cũng thấy mình chân là trong á. Nhưng mà mình biết như thế rồi thì mình cũng suy tư rồi mình trả bỏ để tâm. Nhưng mà có đi ở ngoài như thế này hắn mới lòi ra. Ờ, nhưng mà không hành nó đâu có. Thì mới phát hiện ra là ở đó thì mình sân đấy. Ở tập không phải là, cái đấy không phải tập một ngày mà phải thực tế. Đi trực tiếp với nó chứ không phải là nói suông được. Thực tế. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Cho con ngồi nghỉ đây với nhỉ. Dạ, dạ, vâng. Dạ, không phải nói xuống, cái đấy là hắn thực tế để tiếp xúc với cái công việc hàng ngày rồi hắn mới nổi lên, hắn mới nổi lên là như thế, rồi mình tập để xem. Thầy là thầy dùng cái gì để mà nhìn thấy tham sân si trong nội tâm của mình ạ? À dạ, mình nhìn thấy cái chánh kiến với cái chánh tư duy bên trên cái độ tỉnh thức của mình đó, suy tư về những lời Phật dạy đấy, thấy chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, cái mình nhìn thấy mắt mình nhìn thấy cái hành động với lại cái trên khuôn mặt mình nó thay đổi, với lại cái thân mình ấy nó xúc chạm, nó biểu lộ thì mình biết là mình sân hay là mình tư duy, mình tư duy cái điều đó, họ hỏi mình không biết trả lời đấy, nó tìm đi mình cũng sân, mình không biết mà si mê, rồi mình cái lời nói của mình đấy không được ôn hòa, không được dịu dàng, mà lời nói không có vẻ khó chịu hay là gắt gỏ hay là cái gì là mình cũng sân, hay là khi mình dùng cái khất thực mà không có để nuôi mạng đấy, cái tranh mạng ấy, tranh nghiệp ấy, mình thấy nghiệp thân khẩu ý mình cũng phát hiện ra mình sân tham sân si từ cái tranh mạng, mình cũng thấy mình tham sân si từ cái tinh tấn, cái tinh tấn mình biếng nhác để giải không tu thiền nữa, bỏ về mình cũng tham sân si, hay là mình quan sát ở giới luật của mình mà bị
sức khỏe hay về vui, ham ăn ham ngủ hay là những cái mà đi mà họ khen được chúc phúc, rồi tiếng rồi họ quay rồi được nhiều người tới mua nước mua bánh tới rồi chắp tay rồi đảnh lễ, nó khởi lên nó ưa thích, nó cung kính nhỉ, tham lợi dưỡng, nó cũng tham đơn trí. Rồi thấy hết như thế rồi là mình nói là mình tham đơn trí, phát hiện ra là mình tâm linh hay không tâm linh nhé, ở đó là quan sát trong nội tâm mỗi người là nó có cái tánh biết đấy, phải không ạ? Vâng, có cái tánh biết đó. Từ vi thị xã nói mà theo kinh sách giảm dài ở trong á, từ là cái tâm từ yêu thương của mình, yêu thương và vi là cái lòng vi thương không có hại người khác, vi ai vi thương ấy, không có tâm oán ghét giết hại người ta, khẩu khổ trong đấy. Thì tâm hoan hỷ vui mừng của mình đấy, thích thú một cái đời sống hạnh phúc như thế, lúc nào nó cũng hân hoan. Còn trả thì mình trả bỏ những cái ác độc, những cái gọi là tham sân si đấy, mình trả đi những cái đem lại khổ não cho mình, trả thu về những cái thiện pháp cho mình đấy, sống như thế, giữ lấy cái tâm thiện đó, sống lúc nào cũng từ bi, trả gì bỏ trả bỏ dù ai có sân hận với mình nhé. Là cũng từ bi xả bỏ, đừng có để lâu ngày, đừng có làm những cái điều hận thù họ nữa đây, oán thù với họ lâu ngày nữa, mình dùng cái tâm xả đó mới được, có từ bi mình vui vẻ mình mới xả hoan hỷ đấy. Vâng. Chứ gặp một người mình hoan hỷ, mình có tâm từ bi rồi mình hoan hỷ chứ, gặp một người có cái tâm rồi mình không hoan hỷ rồi mình xả không được. Và tu cái tâm từ bi này là để tử vô lực tâm này là để mục tiêu của mình là cái từ bi để đối trị với cái sân hận tâm sân của mình đấy, để tập thì nó có cái lợi ích là xả bỏ được cái tâm sân. Thầy là thực hành tu hành những cái pháp đấy rồi, thầy nói nó sẽ thật hơn là những cái người họ chưa thực biết những cái đấy. Vâng, từ bi thì giờ con đi ngoài là con tập cái tâm từ bi là đi trên đường á, tránh nhé đừng có dập đạp ở chúng sanh, đừng có dập đạp côn trùng ấy, gặp những cái người mà oán hận với mình hay người ta nản đồ mình cũng niệm cho họ, nguyện cho họ được hạnh phúc may mắn, để trải cái tâm từ bi mình ấy, mình yêu thương họ, mình mong cho họ được cuộc sống hạnh phúc, khi nào họ đầy đủ cả, họ giờ muốn xin mình cái gì mình cũng cho cả, có thì mình cho, nhưng mà mình cho họ thấy hạnh phúc vui vẻ đó. Rồi mình đi ở trên đường á thì mình tu cái tâm bi là mình không có muốn hại ai cả, mình không có muốn sát gì hết, để tập cái tâm tàn hại của mình đấy, đạo hại của mình bỏ. Rồi khi thấy mình lúc nào mình cũng mở cái tâm của mình là vui vẻ với mọi người, niềm nở yêu thương, để mình tất cả xem ai cũng giống như người thân người mình ấy, bản thân mình, để mình mở được cái tâm mình nó rộng lớn, nó quảng đại lên. Rồi mình trả bỏ gặp những người mà chê bai mình nói hay cái gì và hay là làm cho mình ghét bỏ oán hận đấy, thì mình trả đi, mình đã trả bỏ. Hay là mình sân với ai đó hay cái gì, mình nói là thôi sám hối, từ đây đừng có sân với họ nữa. Tại cái tâm từ bi tập phân tập dần như thế thì một thời gian là nó quen dần chứ không phải là một ra đường, nhưng mà phải dùng cái tránh tư duy, tránh tư duy về cái điều đấy, suy tư về cái cuộc sống đó. Nhưng mà mình giờ sân hận với người ta cũng chả được cái gì cả, thôi nghe Phật học cái tâm từ bi, có đại từ đại bi, đó là cái con hành gì là như thế. Đi trên đường con đi thì con cũng mong cho mọi người từ cái chỗ mà con đi họ hiểu rất là, để mình tra trên mạng coi ông này là như thế nào, ông này tu hành gì, pháp môn gì, cây bang hay cái. Bữa nay con giữ tám giới, con thề với chư thiên là vải này con không vứt, vải kia vải xanh này không vứt, vải nâu không vứt, vải xanh này là của vị này là vị không xài nữa, con vứt đâu con cũng không nhớ, cái vải xanh đó là con vứt, còn hai vải còn lại là con thề là con không vứt. Cái vải đỏ đâu, vải đỏ kia, vải dạn con quăng ở trên kia là gì? Vải đỏ bên kia mỏng quá. Vậy là con nói thật chứ. Vâng. Tất cả đi. Cả của Đại Đức Minh Tuệ nữa. Vài này khó quá, mình quẳng đi được rồi. Vài Đại Đức nào? Vài nào vậy? Cái này này nó cái trắng này hả? Ừ. Để cho sư đắp lạnh sao? Không quấn được mà, cố gắng mai mốt quấn được. Nhưng mà nó quấn lạnh hết á. Dạ, quấn được hết á. Dạ.
để mai mốt cố gắng quán à, để có gì thắc mắc này thì cứ để đủ duyên làm cái khác dạ, có phiền xương nghỉ ngơi buổi trưa không ạ? Không có phiền cái gì cả, muốn hỏi thì hỏi, đến khi rồi mọi người về thì thôi. Thầy ơi, nếu mà mắc cái nghiệp hay quên ạ thì bây giờ làm thế nào được ạ? Mắc cái nghiệp hay quên đó do mình chi mê, giờ muốn hết thì về bố thí giữ giới tu thiền thì nó quên nữa. Vâng. Có trí đấy, vâng. Hắn không si mê nữa thì hắn cũng quên nữa, do si mê ngu si ấy, hắn mới quên. Thầy ơi, bây giờ mà một đứa con ấy ạ, nó đang rất là ngoan, xong rồi tự nhiên nó quay ra đánh cha chửi mẹ thì theo thầy bây giờ làm nào để đứa con ấy nó quay về được như cũ ạ? Cái đứa con ấy đánh cha chửi mẹ thì mang cái tội ác đấy, đọa địa ngục như thế. Giờ kêu nó sống thiện, nghe theo Phật dạy, lời Phật dạy đấy, giữ giới, tu thiền đi, bố thí. Vâng. À, đừng có sân hận nữa, đừng có làm cái điều ác đó nữa, trước sau gì khổ nói cái nghe lời Phật dạy đấy, làm thiện đi thì tốt đẹp hơn, chứ còn đánh cha, chửi mẹ thì tội ác lắm, đọa địa ngục, khổ lắm, nhưng mà họ không khuyên được thì cũng chịu à. Thôi chứ giờ mình đây lo cho mình ấy, chứ chưa đủ đức để nói cho họ ấy. Vâng. Thì cũng chịu chết rồi, tại vì hữu duyên. Chứ giờ thấy họ như thế thì giờ mình cũng ước nguyện cho họ một câu A Di Đà Phật như thế, chứ mình cũng đâu nói được. Gặp những cái người mà đánh cha chửi mẹ đấy, mình nói tội này rất ác, nhưng mà đối với những người đó thì mình cũng A Di Đà Phật hết rồi, không nói được nữa. Nhưng mà bố mẹ rất là đau khổ, bốn con cái quay về được như cũ ấy ạ, thì giờ cái nghiệp họ làm như thế giờ không mong cũng đâu được nữa. Không mong được. Giờ họ làm chẳng hạn như giờ họ làm phước á, làm vua thì họ được làm vua, nhưng mà một người chuyên làm ác đọa địa ngục rồi, giờ mong ra sinh để làm vua mà đau khổ cũng đâu có được. Có ước nguyện để giành vua cũng đâu được nữa. Họ nghiệp của họ làm như thế thì họ phải gánh lấy cái hậu quả đấy. Thầy ơi, nếu bố mẹ mà làm ra một khoản tiền, nhưng mà cái tiền đấy nó không phải là cái tiền chính đáng ạ. Nhưng mà con cái mà đem cái khoản, một phần của cái khoản tiền đấy đi làm điều tốt ạ, thì nó có cải thiện được cái nghiệp xấu của bố mẹ đi một tí nào không ạ? Cái đồng tiền mà bất chánh ấy, mà mình làm ra, mà khi mà mình biết đồng tiền bất chánh ấy, thì mình không có đem bố thí cúng dường cho nó bất tịnh ấy. Chả có phước gì, nhưng mà nếu mà mình không biết ấy, đem ra thì nói chung là nó cũng tốt đẹp hơn là khi không đem ra làm thiện bố thí ấy. Tại vì đồng tiền bất chánh kiếm ra thì nó là độc ác ở trong á. Mà những cái người mà tu hành gìn giữ giới có công đức mới tiêu hóa được, chứ những cái người mà bình thường không đủ thì cũng chả tiêu hóa được cái đồng tiền bất chánh đó. Chẳng hạn như giờ mà một người mà bảo vì con đi khất thực hay là người tu hành đấy, nhưng mà người kia giết vì mình mà đi giết con trâu đó để lấy cái thịt trâu cho mình ăn, thì của mình cũng con cũng không ăn được, bất chánh nhé. Thì mà giờ đem cái con thịt con trâu đó mà cho cái người tu hành đó ăn để tu hành đi, để kiếm phước, thì lại chả có phước gì nữa. Đây vì cái người đó mà lại giết hại con trâu ấy, thì cũng lại chả có phước đức gì nữa, vậy mang nghiệp đó, vừa hại họ. Cho nên là từ cái chỗ bất chánh ấy, thì không nên đem cái tiền bất chánh cũng dàng thay bỏ ấy. Không có công đức gì cả. Đấy, cái đồng tiền chân chánh ấy, thì làm thì tốt đẹp, còn bất chánh ấy, thì đồng tiền đấy nghiệp nặng. Còn cái nghiệp của chúng sanh mà làm kiếm tiền chân chánh rồi mà còn một hạt gạo mà còn nặng như núi Tu Di, còn nói là tiền bất chánh nữa. Chỉ còn cái này cho nó không lên chị. Vâng, chưa đủ duyên ngồi trì giới nhiều đó, tu hành phước đã rồi nó lên. Vâng, A Di Đà Phật. Mọi người cứ niệm Phật đấy, làm điều tốt. Nếu nói là A Di Đà Phật là niệm, nói là A Di Đà Phật là ăn chay. A Di Đà Phật là giữ giới. Chứ A Di Đà Phật không sát sanh. Kêu ở đây không có sát sanh, mình cứ niệm ấy. Cứ A Di Đà Phật là được. Thầy ơi, nếu mà trong gia đình ạ, bố mẹ không bao giờ đi làm phước ấy ạ, mà con cái đi làm phước hồi hướng cho bố mẹ thì đấy có được không ạ? Hay là cũng tốt. Vâng. Cũng hồi hướng cho bố mẹ rồi làm cho bố mẹ nghe kinh sách Phật pháp rồi tin rồi làm phước ấy. Vâng. Tu hành thì lại tốt hơn nữa.
Nhưng bố mẹ lại không muốn con cái mang của cải vật chất ra ngoài mà chỉ muốn con cái vun đắp cho mình ấy. Thì nếu mà con cái không nghe thì lại bảo là bất hiếu, thì theo thầy nên xử lý, nên mình nên cư xử như thế nào ạ? Mình mà thừa thải rồi á, hoặc mà dư giả đấy, vâng, mình đi bố thí mà còn mà họ mà nói không mang được thì mình đừng có lấy của họ đi cho, mà mình lấy của cái của mình làm ra đấy. Vâng. Mình đi làm thiện, mình bố thí, còn cái việc của họ thì mình không mang của họ là được. Vâng. Nếu mà không có mà khuyến khích họ bố thí thì tốt, mà còn không thì họ giữ đó thì nghiệp họ mang thôi. Nhưng mà mình biết là cha mẹ rồi, mình thương thì mình cũng tìm cách làm cho họ bố thí, cho họ nghe Phật pháp tu hành thì điều tốt đẹp với họ. Còn họ giữ cái đó thì trước sau gì họ cũng chết và mang cái nghiệp tới đọa địa ngục nữa. Ai cũng lòng tham mà, giờ mình tham là khổ. Làm cho họ bỏ tham ấy, chết mình có mang đi được đâu. Thầy ơi, nhưng mà nếu bố mẹ sống không tốt ạ, làm nhiều tội lỗi thì thì con cái có phải gánh một phần nghiệp đấy không ạ? Không, bố mẹ tự lãnh lấy. Con cái thì chẳng qua là họ không có phước thì con cái không được hưởng cái phước của họ thôi. Nhưng mà nghiệp thì ai làm lấy mang. Chẳng hạn như họ bị ung thư thì con cái không ung thư thay được. Ai bệnh nhé? Vâng. Giờ bố mẹ đang đau ở nhà mà kêu thôi, con gánh nghiệp thay, con chịu ung thư cho bố mẹ lành bệnh, sống lâu không? Cái đấy không được. Vâng. Rồi nhân của ai nấy, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Dép này của sư hả sư? Ở này nó mỏng quá, sư mang đây này cho nó dày, nó đỡ đau chân. Vâng. Mỏng lát à? À vậy nó mua Di Đà Phật. Dạ. Vô ngồi thế giới. Nghiệp đấy ai làm đấy lãnh. Vâng. Ai lấy mang chứ không có bảo là bố làm rồi, như ở đời thì bố vay tiền thì con trả, thì cái đấy là theo thời gian. Dạ vâng. Nhưng mà nghiệp bệnh tật đọa địa ngục hay cái gì thì ai làm ác thì người đấy đi thôi. Bố mình hay là cái gì, chẳng hạn như giờ mình vì bố mình mà mình xuất sanh nhé. Rồi đến khi địa ngục nó hắn tha cho mình, cái đấy cũng không có. Nên là nghiệp người nào làm người đấy mang. Giờ tu hành, vâng, mọi người tu hành, mọi người thành Phật chứ giờ kêu cho bố mình thành Phật đi để mình tu hành lại đâu được. Vâng.